Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng mới của Buy to School tại 615 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Bật mí các bạn, đây là một trong những cửa hàng rất là rộng, lớn trong chuỗi hệ thống cửa hàng của Buy to School tại Hà Nội. Và bây giờ hãy cùng theo chân mình vào trong để khám phá xem cửa hàng mới có gì đặc biệt nhé. Như các bạn có thể thấy tại cửa hàng tại 615 Vũ Tông Phan thì có rất là nhiều mẫu xe, từ các mẫu xe đạp gốc này, các mẫu xe đạp nữ đến các mẫu xe đạp địa hình và dưới đây là các mẫu xe đạp trẻ em. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều mẫu xe đạp đua đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau như là Life, Magic Pro này. Và đặc biệt là tại cửa hàng địa chỉ tại 615 Vũ Tông Phan này thì có riêng một khu kỹ thuật dành cho các bạn đến bảo dưỡng, sửa chữa. Các bạn có thể thấy bây giờ kỹ thuật bên mình đang lắp xe để chuẩn bị ship cho khách trong ngày hôm nay. Đó là một mẫu xe trẻ em. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Phan Anh, chuyên viên kỹ thuật tại cửa hàng 615 Vũ Tông Phan. Bây giờ thì anh có thể giới thiệu các bạn sơ qua về cửa hàng mới này được không ạ? Được rồi. Đấy thì bên này em có thể thấy là anh đang bày ra ở đây là những mẫu kiểu thể thao, những mẫu touring của dòng xe thống nhất. Có một số hãng xe thể thao địa hình như này có phuộc. Đó. Ở bên trên sẽ là những cái mẫu xe cao cấp, dòng khung carbon hoặc là những xe có phân khúc cao. Đó. Bên trong này thì sẽ là một số mẫu xe của cũng là một số mẫu xe thể thao này, nhưng mà size sẽ thấp hơn chút cho các bạn là học sinh cấp 2 ấy. Đó. Bên trong này thì xe nữ. Bên cạnh đấy thì em có thể thấy đằng sau em bên này sẽ là dòng chuyên dòng touring. Đó. Dòng touring và dòng thể thao. Dòng touring thì khác gì so với những dòng? Touring ấy thì sẽ là dòng đạp đi những cái đường như kiểu đường bằng phẳng, đường đẹp ấy, đường trường đẹp ấy. Còn nó sẽ là sử dụng càng là càng cứng luôn, nó sẽ không có phuộc như kiểu những dòng thể thao. Dòng thể thao thì phục vụ đi những cái đường cung đường nó gồ ghề hơn chút. Đó. Thì học sinh đa phần là những cái dòng touring này thì người lớn sẽ thích đi, những các chú các bác thì thích đi hơn, còn những cái dòng xe như kiểu địa hình này thì các bạn học sinh sẽ thích đi hơn. Thì bên cạnh em đây thì có thể thấy là nó sẽ có ở tầng trên này anh có để đa dạng những cái mẫu figure là những cái mẫu mà bây giờ các bạn trẻ đang rất là ưa chuộng. Đó. Thì ở đây có một số mẫu tiêu biểu như là Magic Road này, những hãng tiêu biểu như Magic Road này, Cali này, Life này. Đó. Còn ở dưới đây anh bày những dòng kiểu dòng xe road, xe đạp đua ấy. Đó, những dòng tay cong mà có số, có đề, có bộ chuyển động ấy. Đó. Còn bên trong này nữa thì ở đây đang trưng bày những mẫu xe kiểu xe trẻ em. Đó, những bạn từ 2 tuổi trở lên có thể qua đây thử nghiệm. Trải nghiệm cửa hàng là mình được đạp thử luôn hả anh? Các bạn nhỏ nó sẽ được đạp thử xe. Đúng rồi em. Đến đây các bạn thì chung là tất cả các khách hàng thì mình luôn welcome đến đây để thử nghiệm, trải nghiệm thôi. Đó. Thì tại bên này có một cái điểm mới đấy là ở bên trong này sẽ có một cái khu riêng đấy để lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các xe. Đó. Thấy có trang bị đầy đủ rất là nhiều phụ kiện ở đây á. Thì cái này là khách hàng khi mà mang xe lên đây sẽ được nhân viên kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí luôn ạ. Những cái xe bên mình bán ra ấy thì bên ở trên đây anh đã có bảng giá dịch vụ sửa chữa rồi, mình đến mình có thể tham khảo tùy chỉnh nhau. Đây là một số những cái bộ dụng cụ này, phụ tùng thay thế này. Đó, nó xe nói chung là phụ kiện thì bên anh đầy đủ hết rồi. Thì nhân dịp khai trương cửa hàng mới này ấy, thì bên anh đang có cái chương trình đấy là thứ nhất này là sẽ là miễn phí giao hàng. Đó, các bạn mà ở xa ấy, không đến được có thể giao hàng toàn quốc luôn, là đặt gửi ship toàn quốc. Thế là dù bạn ở Cà Mau, Bình Dương thì vẫn có xe ship về tận nhà luôn ạ. Đúng rồi, chính xác. Đó. Đấy, thì nhân dịp khai trương mới ấy, thì bên cửa hàng này đang có một số chương trình ưu đãi như là ví dụ mà em mua xe fix kia nhá,
thì sẽ được tặng thêm phanh, tặng thêm phanh chân trống và cháp. Còn một số dòng như kiểu dòng touring, MTB thể thao với cả road thì có hỗ trợ tặng thêm mũ bảo hiểm. Đó, đó là phần quà vô cùng lớn. Có thể đến trực tiếp cửa hàng tại 615 Vũ Tông Phan để trải nghiệm và thử những cái mẫu xe đạp mới nhất từ bên mình. Với những bạn mà ở xa ấy, thì có thể liên hệ qua số hotline đang hiện trên để được tư vấn mua hàng nhé. Và cuối cùng thì đừng quên cho chúng mình một like hoặc một subscribe để cập nhật thêm nhiều video mới nhất từ Bike Tuner School nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.